Trời ơi. Chị, chị nỡ lòng nào để hai tụi em ở nhà rồi đi một mình shopping vậy? Chị mà cứ tiêu tiền như vậy thì chúng ta lấy gì để ăn đây? Đúng vậy. Hai đứa có muốn nhận quà của hai đứa hay không hả? Hả? Có quà hả? Thiệt sao? Đâu đồ được em đâu? À? Có mua cho em không? Bội bội, của em nè. Cảm ơn chị. Là đồ gì vậy? Sao lại không có phần của em chứ? Nè. Trời ơi, đúng là có phần của em ha. Của em là gì vậy? Đồ chống tia phóng xạ cho bà bầu. Ừ. Đẹp, đẹp, đẹp không? Đẹp. Chị à? Hả? Em thấy chị đi mua sắm cả ngày chắc mệt rồi, để em bóp da cho chị nha. Chị ơi em nói nè, chị đang điên cuồng đi mua sắm hay sao vậy? Hả? Ừ. Đây là triệu chứng ban đầu khi bị thất tình đó nha. Ai thất tình hả? Hôm nay chị được phát lương cho nên thấy rất vui. Chị mua sắm thì sao hả? Vậy em có cần quà của mình hay không? Trời ơi, cần. Nè chị, sao người chị nóng quá vậy? Ừ? Sao vậy? Đâu có nóng. Trời, chị bị sốt rồi. Không có, không có. Chị không có bị sốt mà. Chỉ là hơi cảm thôi, hai đứa làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Không được. Thôi, chị về phòng ngủ đi. Nè, đây cũng là của hai đứa. Hai đứa từ từ chọn đi ha. Chị đi đây, chị về phòng ngủ trước đó. Anh cảm thấy chị hai đã nặng hơn rồi. Đây là thời kỳ thứ hai. Thứ hai? Mất hết hồn vía. Hả? Mặc kệ sức khỏe. Ờ. Đây đâu phải là sốt đâu. Rõ ràng trong lòng có ngọn lửa. Trời ơi, anh đừng có mãi lo phân tích nữa. Bên trong người ta bệnh kìa. Coi thử quần áo của anh đã. Anh vào trong coi thử đi, anh đừng có coi trời nữa ơi. Chị. Chị ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn trả lời được hả? Là như vậy, hay là để em nói với anh Triển một tiếng, kêu ảnh đưa chị tới bệnh viện coi thử nha. Tại sao phải tìm Triển vọng? Chị không bị bệnh, chị rất khỏe không sao hết. Hai đứa làm gì vậy? Biến, về ngủ đi. Ơi, chị hai càng nói như vậy, em cảm thấy trong lòng chị càng không quên được anh Triển. Trời ơi, có chút nguy hiểm. Anh cảm thấy bây giờ chị hai đang rơi vào thời kỳ cuối của chứng thất tình rồi. Trời ơi, đừng có dòng do nữa là gì vậy? Thời kỳ cuối hả? Ờ. Một là suốt đời không cưới không gả, còn không, tìm đại một người để lấy cho xong chuyện. Chị mở cửa ra đi. Hay là chúng ta nói chuyện được chị hay ngủ được không chị? Đây nè, ngồi dậy uống thuốc đi. Mình nhìn thấy bộ dạng của bạn chắc chắn là bị cảm rồi. Chuyện gì mà khiến bạn thê thảm như vậy chứ? Mình chỉ hơi nhức đầu thôi, không sao đâu. Còn nói không sao nữa. Bạn nhìn bạn đi, ba ngày ban mặt không đi làm, trốn trong nhà của mình, còn nói là không sao, ai mà tin chứ? Nè Hiểu Ni, chẳng lẽ là bạn đã cãi nhau với Triển Vọng nhà bạn sao? Không phải mấy ngày trước hai người đi hẹn hò sao? Sao rồi? Anh ấy có làm bạn bất ngờ không? Mình gửi tin nhắn cho bạn, bạn cũng mặc kệ mình luôn. Không có bất ngờ, chỉ có hết hồn thôi. Bạn sao vậy? Nếu như mình nói với bạn, anh ấy thật sự là thợ sửa xe. Hơn nữa việc có thể làm cho mình chính là giúp cho mình tân trang lại chiếc xe. Bạn cảm thấy có bất ngờ không? Khoan đã, không phải lúc trước bạn nói với mình anh ấy phù hợp 12 điều trong tất cả 18 điều tiêu chuẩn của bạn hay sao? Hơn nữa còn nói anh ấy là số 1 trong danh sách của bạn mà. Lừa gạt. Tất cả là lừa gạt. Hiểu Ni, thật ra thì mình thấy có đạt 18 tiêu chuẩn của bạn hay là không không hề quan trọng. Quan trọng là anh ấy có tốt với bạn là được rồi. Mình cảm thấy không cần quan tâm tới mấy chuyện khác như vậy đâu. Mình biết rõ là bạn không đồng ý với quan điểm của mình, nhưng mình đã kiên trì nhiều năm lắm rồi, mình không thể bỏ cuộc được. Anh ấy không phù hợp với tiêu chuẩn thì mình bỏ anh ấy. Còn mình, giống như bị một cơn cảm nặng, uống thuốc xong thì qua một thời gian sẽ khỏi thôi. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hiểu Ni, hôm nay tâm trạng của mình vô cùng không tốt. Bạn ra ngoài đi dạo với mình ha. Đi dạo? Dạo lúc này bạn còn có tâm trạng đi dạo? Bạn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình thật sự có rất nhiều thứ muốn mua mà. Được rồi, được rồi, được rồi, uống thuốc trước đi đã ha. Yeah.
xin chào. Xin hỏi cô có phải là cô Hiểu Ni không? Ừ. Tôi là người ở Cẩm Thực Tống, rất vui được phục vụ cho cô. Có người đã đặt bữa trưa dùm cho cô, cải xào thanh nhiệt, cơm gà hầm nhân sâm. Chúc cô dùng bữa vui vẻ. Cảm ơn. Chúc cô sớm ngày bình phục. Alo. Hiểu Ni, anh đang trước công ty em. Điền Lượng nói em đã bị bệnh, đang bị sốt, còn phải làm việc nữa. Hay là anh đưa em tới bác sĩ khám nha. Khám bác sĩ hả? Hết bệnh rồi sao? Triển Vọng à, những thứ mà anh dành cho em không phải là những thứ mà em muốn. Chẳng lẽ mấy cái tiêu chuẩn đó quan trọng với em tới như vậy sao? Có lẽ đối với anh thì nó không quan trọng, nhưng mà đối với em mà nói vô cùng quan trọng. Em muốn một cuộc sống có chất lượng, chuyện này không hề sai. Anh làm được, nhưng em phải cho anh chút thời gian. Cho anh bao lâu đây? Một năm, hai năm, năm năm, hay là 10 năm đi? Triển Vọng à, em đã gần 28 tuổi rồi. Em muốn bản thân em sẽ kết hôn trước 28 tuổi. Em muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Những thứ này anh không thể cho em được. Chúng ta đừng làm khó cho nhau nữa, được không? Sau này đừng gặp nhau nữa.